Thưa sư, con rất tinh tấn tu tập vì con biết ác nghiệp quá khứ. Không biết thế nào mà con sinh ra trong gia đình nghèo khó. Con làm ăn cũng có tiền nhưng lo cho chồng và người thân nên tiền nợ nần con gánh. Con rất buồn nhưng luôn cố gắng giữ tâm ý trong sạch. Vì đó là quả của bản thân con nhưng con tu hành còn kém cỏi. Người nhà không ai biết tu. Mình nói họ không nghe nên đời nay họ cũng tạo nhiều nghiệp bất thiện nghiệp. Nếu con cộng nghiệp với gia đình, người nhà con đang trổ quả do ác nghiệp họ tạo ra. Họ phải trốn nợ, họ phải đi tù, cụ thể là ông xã con dính vòng lao lý. Em trai con cờ bạc, gia đình phải bán đất trả nợ không đủ và phải đi trốn nợ. Mình là người thân, mình không biết việc họ làm và cũng không thể 24 trên 24 kiểm soát họ được. Nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tai tiếng và cuộc sống của con và ba mẹ. Vậy mình nên làm gì với những tình huống quả xấu chỗ đó để hóa giải cộng nghiệp và tu tập hành trì như thế nào? Con rất buồn chuyện gia đình con, mong sư khai thị. Xin thưa với quý vị, những cái trường hợp mà quý vị nói tương tự như vậy ở trong kinh là người ta đi tu hết trơn rồi nha. Chứ còn quý vị cứ cắn răng ở đời thì người ta gọi là ráng chịu thì ráng chịu đi, cái đó là tại mình dở. Có nghĩa là sao? Thuyền chìm mình lo mình cứu cái thân mình trước cái đã, chứ còn thuyền chìm á, mình đã bơi dở rồi mà mình còn níu người này mình níu người kia, chẳng những mình không cứu được ai mà bản thân mình cũng chết chìm theo. Còn nếu quý vị mà lựa chọn cái chuyện mà ráng chịu á, khổ rồi ráng chịu á, muốn lựa chọn cái chuyện mà cắn răng thì thôi kham nhẫn, không còn cách nào. Như người ta đi tu rồi, còn mình không chịu tu thì thôi cắn răng kham nhẫn thôi. Bản thân cái việc kham nhẫn đó thì nó cũng là một cơ hội để quý vị rèn luyện. Rồi nếu mà muốn cải thiện thì sao? Tích cực làm những việc thiện. Để chi? Để ai đi xuống thì đi xuống, còn mình thì mình ráng kiếm cái vé đi lên. Rồi tới hồi mình đi lên rồi, tới mình ở một cái vị thế khác, mình sẽ có cái nhìn khác. Sư xin thưa, tới hồi mà quý vị tái sanh ở một cái cảnh giới khác, quý vị nhìn lại mình ở cái đời này, mình mới thấy là mình dở tới cỡ nào. Giống như bây giờ quý vị nhìn hai cái con kiến mà nó giành nhau đồ ăn, rồi nó rồi bên cạnh đó có một con kiến là giành thua thành ra nó bị cắn chết. Mình nhìn đó, mình sư giả sử nha, mình biết cái con kiến mà nó chết nó là mình, nó là mình ở kiếp trước. Bây giờ mình nhìn hai cái con kiến này bây giờ nó giành nhau đồ ăn như vậy, mình có hứng thú nữa không? Trong khi đó hồi xưa khi mình còn là con kiến, mình thấy cái miếng đồ ăn đó nó ghê gớm. Nhưng mà bây giờ mình là con người, mình nhìn hai mấy con nó giành đồ ăn, mình nhìn thấy nó mắc cười. Cũng y chang vậy đó. Bây giờ quý vị còn lăn lộn ở đời, lăn lộn ở thế gian, quý vị thấy cái chuyện là chồng con nó là cái gì đó nó ghê gớm đó. Nhưng mà khi quý vị ở một cái vị thế khác, quý vị nhìn khác đi rồi, thấy cái đó nó không là cái gì. Chính bởi vì như vậy, người ta mới tu. Những bậc mà có trí là người ta lo, người ta tu, lo cho bản thân người ta. Nếu quý vị không lo được ở cái vị thế người xuất gia, thì quý vị lo tu ở cái vị thế tại gia. Tức là làm tất cả các việc phước thiện. Còn cái khổ quý vị đang phải chịu á, ráng kham nhẫn đi, cắn răng, tại cái đó là cái con đường quý vị lựa chọn, kham nhẫn và tạo các việc công đức. Nhờ như vậy đó, một là nếu như cái phước đó nó trổ vào ở trong kiếp hiện tại thì cuộc sống quý vị nó sẽ thay đổi theo cái hướng tốt hơn. Còn nếu không mà quý vị phải chịu khổ cho tới lúc chết thì ít nhất là cái đời sống này mình không làm việc gì lỗi với bản thân. Và đời sống sau thì mình cũng yên chí bởi vì mình đã tích lũy rất nhiều thiện nghiệp.
Cái câu bạn này rất là khổ, đang rất là khổ tâm. Thì cái câu này á, tôi nhắc một điều là mình hãy giữ vững cái tâm mình với đạo nha. Tại vì rất là nhiều trường hợp nằm trong cái hoàn cảnh bí đát như vậy, họ thối tâm và họ không theo phạo Phật nữa, và họ làm những cái chuyện bất thiện để họ xây sở, ví dụ như đi lường gạt, đi này nọ để họ họ xây sở cái hoàn cảnh. Thì á, mình đã giữ bản tâm mà mình theo đạo, mình làm những việc lành nha, chỉ có nghiệp lành nó mới cải thiện được cái hiện tại thôi, hay là cải thiện được cái vị lai của mình. Đời trước mình tạo nhiều nghiệp và mình ít bố thí, cho nên đời này mình sanh ra mình bị cảnh nghèo khổ túng thiếu. Rồi tuy rằng mình không có nợ nần, như là không có làm cho nợ, nhưng mà người thân mình làm mình mà nợ chung, nhưng cộng nghiệp mình không nợ cái người chủ nợ, nhưng mà mình nợ thằng chồng mình. Chồng mình nó làm nè, nó đi tạo nợ để mình gánh. Thì cái người có trí ở trong trường hợp này, người ta phải nghĩ khéo khéo tác ý, nghĩ rằng đời quá khứ mình đã không tạo thiện nghiệp cho nên đời này mình khổ rồi. Đời này mà mình tiếp tục mình không tạo thiện nghiệp mà ngược lại mình còn đi làm ác nghiệp nữa là đời vị lai mình khổ các triệu lần nữa. Cho nên đời này mình phải gắng mình làm nghiệp thiện để mình cải thiện cái tình hình. Thì chứ không phải là trong cái hoàn cảnh bi đát như vậy rồi mình bắt đầu mình trôi theo dòng nước luôn, để không là đi cúng dường, không làm phước nữa, không đi tạo thiện nghiệp nữa, mà cố gắng xây sở bằng cách làm những cái chuyện mang hiệu sợ hậu quả xấu, như đi này nọ. Có người trong trường hợp này họ đi lường gạt, họ đi ấy, đi nọ, họ đi làm những cái chuyện gian dối để họ có đồng tiền họ xây sở, mà cái tốt nhất là buông đi tu. Tốt nhất là đi tu, chứ giờ mà vô cái hoàn cảnh này thì thấy quả trời đậu quá. Sẵn có ông cô Hoàng Diện Ngô cô hỏi thì sư nhắc quý vị nên tránh cái suy nghĩ là trả nợ, tức là gì? Ông chồng mình là ông chủ nợ, bên nhà chồng cũng là bên chủ nợ, là mình lấy để mình trả nợ cho nó hết. Xin thưa nha, nợ không bao giờ hết. Tại vì sao? Giả sử như quý vị có trả nợ đó thì quý vị trả nợ cũ mà quý vị tạo thêm cái nợ mới, tức là mình trả cái nghiệp cũ và mình tạo thêm nghiệp mới, thì cái nghiệp đó không bao giờ hết. Quý vị có bao giờ mà vay tiền nóng chưa? Mình mượn nó 1 triệu á, mà 3 tháng sau nó lên 10 triệu, mà 6 tháng sau lên 100 triệu. Trời đang mưa mà lấy nhiều giá lao xanh. Có nghĩa là đó, mình cứ nghĩ là mình ở đó mình trả cho nó hết nợ, nhưng mà mình không biết là càng lúc nợ mình nó càng ngập đầu nha. Tôi nhắc để quý vị cẩn thận cái đó, đừng bao giờ ôm cái suy nghĩ đó. Bây giờ như sư nói, thuyền chìm lo cứu mình trước, tạo các ác nghiệp làm chỗ nương tựa cho mình. Và như sư Chánh Tâm nói, đừng có sa đọa, đừng có bị hoàn cảnh khổ quá rồi mình cắn răng mình làm các ác nghiệp rồi để mình phạm giới. Nhớ giùm, có 4 hạng người: từ tối đi vào tối, từ tối đi ra sáng, từ sáng đi vào tối và từ sáng đi ra sáng. Mình bây giờ mình đang là cái dạng người đang ở trong tối nè, mà nếu như mình vì cái chuyện khổ á mà mình phải phạm giới, mình phải làm các chuyện ác, chuyện bất thiện để mình cải thiện tình hình á, thì mình từ tối mình đi vào tối nha. Đời nay khổ, đời sau càng thêm khổ nha. Cái khổ nó chồng chất, không bao giờ thoát khỏi khổ. Mình chỉ có cách là mình từ tối đi vào sáng. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình khổ nè, nhưng mà mình vẫn kiên trì, mình bền chí, mình vẫn giữ giới, mình vẫn làm các thiện pháp. Thì nhờ như vậy đó, mình mới có cơ hội mình đi ra khỏi ánh sáng. Thiện nghiệp là cứu cánh duy nhất của quý vị vào lúc bấy giờ nha.
Thành ra ráng giữ cái tâm